Phú Đại Gia ở rễ, tập 742. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới quái thai Thanh Linh đang diễu võ dương ngoài, mà rời khỏi bệnh viện, trở về tập Phúc Đường. Tập Phúc Đường tuy vẫn đang còn tu bổ, nhưng về cơ bản đã coi như 90% hoàn tất. Đỗ Thái Tử chịu trách nhiệm gọi số, kêu tên. Trương Long Hổ phụ trách xem tướng. Đỗ Cách Cách chịu trách nhiệm phục vụ trà và nước. Ngoài ra, Lâm Thiếu Phong thỉnh thoảng đến duy trì trật tự, đem người không có mắt đạp đi. Ngay cả Hoắc Thiếu Khanh thỉnh thoảng sẽ mang tới một ít đồ ăn khuya. Chỉ sợ rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng Tập Phúc Đường đã biến thành căn cứ của một đám phú nhị đại kim lăng. Và vì thế, Tập Phúc Đường cũng trở thành tâm điểm của các thế lực trong bóng tối khác nhau chú ý vào. Bộ người mình hơi hít mắt nhìn về mấy phương vị, cũng không rút ra hết những trạm gác ngầm này. Rốt cuộc, mục đích ban đầu của anh là để lọt vào mắt Trường Sinh Điện, sau đó thu hút sự chú ý của hắn, của chúng. Nhưng mà khi Bộ Nguyên Minh vừa định đi vào Tập Phúc Đường, liền nhìn thấy trong góc khuất một bóng người đi ra, chính là Bùi Cửu Phong. Nhìn thấy Bùi Cửu Phong xuất hiện, Bộ Nguyên Minh trên mặt nở nụ cười. Bùi Cửu Phong cũng coi là quen biết từ lâu, từ cảng cược Hai Thành lại đến Tân Thành, hiện tại hắn lại tới Kim Lăng đi theo mình. Đối với vị hoàn khố đại thiếu này mà nói, cũng coi là rất cho mình mặt mũi. Bùi Nguyên Minh đang định nói chuyện với Bùi Cửu Phong, nhưng vào lúc này điện thoại của anh đột nhiên rung lên dữ dội. Bùi Nguyên Minh nhìn điện thoại của mình liền nhận ra Vương Nguyên Kiệt đang gọi tới. Có chuyện gì? Bùi Nguyên Minh nói đơn giản ngắn gọn. Giọng nói của Vương Nguyên Kiệt phía đối diện dường như miệng khô lưỡi khô. Sau đó hắn trầm giọng nói: Bùi thiếu, đã xảy ra chuyện rồi. Trước đó tại đại tiểu thư, mặc dù có phân phó, chuyện này không thể nói cho ngài biết, nhưng là tôi cảm thấy vẫn là phải nói cho ngài biết. Bởi vì hiện tại tạ đại tiểu thư, thậm chí với toàn bộ Kim Lăng, thế cục đều tràn ngập nguy hiểm. Bộ Nguyên Minh khẽ cau mày, một lát sau mới nghĩ tới chuyện gì, nhẹ giọng nói: Cùng Hoàn Nhan Khuyết đánh một trận hay sao? Vâng. Mau, tới đón ta. Trong 10 phút, một chiếc Mercedes Maybach xuất hiện trước cửa Tập Phúc Đường. Bộ Nguyên Minh phất tay ra hiệu cho Bùi Cửu Phong cùng mình lên xe. Chẳng mấy chốc, xe đã đến một trang viên dường như bị bỏ hoang ở ngoại ô Kim Lăng. Trang viên còn có một bãi đậu xe ngầm chuyên dụng, hiện tại có vô số xe hơi hạng sang đậu ở đó. Vương Nguyên Kiệt mặc một bộ đồ đen, đứng ở bãi đậu xe, không ngừng đi đi lại lại, vẻ mặt có chút căng thẳng. Nhìn thấy Bộ Nguyên Minh cùng Bùi Cửu Phong xuất hiện, Vương Nguyên Kiệt có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn đi tới trước mặt Bộ Nguyên Minh, cung kính nói nhỏ: Bùi thiếu. Hiển nhiên, đối với Bộ Nguyên Minh, hắn vừa kính vừa sợ. Nếu không phải Bộ Nguyên Minh hạ thủ lưu tình, hắn chết không phải 10 lần thì cũng phải 8 lần rồi. Và vì mối quan hệ của Bộ Nguyên Minh, hắn mới được Tạ Mộng Giao coi trọng. Tạ Mộng Giao đang ở đâu? Bộ Nguyên Minh nhẹ giọng nói: Bọn họ ở tại hiện trường. Vương Nguyên Kiệt thấp giọng mở miệng: Tình huống rất phiền phức sao? Vương Nguyên Kiệt thở dài: Không chỉ là phiền phức, mà là rất phiền phức. Vì cái chết của Trương Quốc Thành, Đỗ Tiên Sinh đã bị giam giữ khi trở về Tây Nam Thiên Môn Trại. Nói một cách đơn giản, Đỗ Tiên Sinh vốn là át chủ bài mạnh nhất của chúng tôi, được tương đương với việc trực tiếp bị phế bỏ. Bộ Nguyên Minh hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói: Tây Nam Thiên Môn Trại, đứng tại bên Hoàn Nhan Khuyết sao? Đỗ Lương có thể nói là có sức chiến đấu cao nhất của Kim Lăng, nhưng người còn đang bị lưu lại tại Tây Nam Thiên Môn Trại thì sức chiến đấu của Kim Lăng tự nhiên suy yếu vô hạn. Mà chuyện này có liên quan đến Bùi Nguyên Minh, nếu không phải anh phế bỏ Trường Quốc Thành cũng sẽ không có việc gì xảy ra. Tây Nam Thiên Môn Trại cũng không hẳn là đứng ở chỗ đó, nhưng là có đôi khi không có thái độ cũng là thái độ rõ ràng. Vương Nguyên Kiệt thở dài: Không có Đỗ Tiên Sinh đứng đài, sĩ khí của toàn bộ phân đà Kim Lăng rất thấp. Chúng tôi không thể làm được. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể thuê một số hảo thủ với giá rất cao. Sức chiến đấu của những người này cũng khá, còn có mấy người là bình vương, nhưng là nghĩ không ra Hoàn Nhan Khuyết thật sự mời mấy người trong thập đại cao thủ trẻ tuổi của đảo quốc đến ra tay. Tuy rằng hiện tại xuất thủ chỉ có mỗi Tùng Bình Đại Thần là đứng cuối cùng trong thập đại cao thủ, nhưng là hắn vẫn như cũ là một đời bình vương, thực lực cực kỳ kinh người. Cao thủ của chúng ta
hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vừa nói xong, Vương Nguyên Kiệt vẻ mặt bất lực. Tùng Bình Đại Tần là truyền nhân của A Tị Đà Lưu Đạo Quốc, là một đại cao thủ thứ thiệt, không có cách nào để đối phó với một người như vậy. Bộ Nguyên Minh thờ ơ nói, ẩn thế sáu nhà, Tạ Môn Kim Lăng, nhất định phải có đại cao thủ. Đã đến lúc này còn giữ lại làm cái gì chứ? Sao không đem người phái ra? Bộ Nguyên Minh rất rõ ràng, những gia tộc ẩn thế này nhất định phải có vệ sĩ cao cấp. Chỉ là không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ. Nhưng là hiện tại, dù sao cũng phải tới thời điểm ra tay. Ra tay, toàn bộ đều chết hết rồi. Vương Nguyên Kiệt cười khổ một tiếng. Chúng ta trước đó thăm dò được, Hoàn Nhan Khuyết sẽ mời ra Tùng Bình Đại Tần. Cho nên chúng tôi nghĩ lấy tiên hạ thủ vi cường. Tất cả mọi người đều phái ra cao thủ, muốn đi tập sát Tùng Bình Đại Tần, để hắn không đến được đại hạ. Nhưng là nghĩ không ra, chúng ta lại bị đòn phản kích. Tất cả các đại cao thủ được phái ra đều đã chết. Bây giờ, ngay cả đối mặt với kẻ địch đều có chút cảm giác vô lực. Vừa nói xong, Vương Nguyên Kiệt vẻ mặt bất lực. Bộ Nguyên Minh thản nhiên nói, như vậy là có nội ứng rồi. Vương Nguyên Kiệt toàn thân chấn động, sau đó thấp giọng nói, Tà Đại tiểu thư xác nhận có chút hoài nghi, nhưng là trước mắt mà nói cũng không biết nội ứng là ai. Bộ Nguyên Minh nhẹ giọng nói, Kim gia Kim Lăng. Mặc dù anh không có bằng chứng xác thực, nhưng vì Kim Tuấn Anh là người phát ngôn quyền lợi của Trường Sinh Điện ở Kim Lăng, nên chuyện này đương nhiên sẽ khiến Tạ Môn Kim Lăng cùng ẩn thế sáu nhà bị lừa chuyện này. Về phần làm sao hắn có được tin tức, Bộ Nguyên Minh cho rằng bên trong ẩn thế sáu nhà và Tạ Môn Kim Lăng nhất định phải có nội ứng Kim gia Kim Lăng hỗ trợ. Những chuyện này đều là thao tác cơ bản mà thôi, không có gì bất ngờ. Thậm chí Bộ Nguyên Minh còn nghi ngờ tung tích của Tùng Bình Đại Tình bị rò rỉ. Nói không chừng Kim Tuấn Anh cùng Hoàn Nhan Khuyết đã liên thủ bố trí một tấm lưới để đó, mục đích đúng là vì bao phủ Tạ Môn Kim Lăng cùng ẩn thế sáu nhà. Vương Nguyên Kiệt lộ ra như có điều suy nghĩ. Tình huống bây giờ như thế nào? Bộ Nguyên Minh nói tiếp, sự tình rất phiền phức. Vương Nguyên Kiệt hít sâu một hơi, các cao thủ chúng ta mời tới đều bị Tùng Bình Đại Tình một đao một người toàn bộ chém giết. Trận chiến tiếp theo chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một chuyện không tốt, Hoàn Nhan Khuyết liền có thể trực tiếp tiến vào Kim Lăng. Nói đến đây, Vương Nguyên Kiệt sắc mặt rất khó coi. Bởi vì một khi Hoàn Nhan Khuyết gia nhập Kim Lăng, xung đột giữa hai bên nhất định càng thêm kịch liệt. Sợ ý một chút, không biết bao nhiêu người phải chết. Bộ Nguyên Minh bấm tay rồi nói, dẫn ta đi xem một chút. Vấn đề liên quan đến Trường Sinh Điện, Bộ Nguyên Minh vô luận như thế nào cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Kim Lăng bại trận. Vương Nguyên Kiệt khẽ gật đầu, đem Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Phong đi sâu vào bên trong trang viên bỏ hoang kia. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn đầu của Vương Nguyên Kiệt, Bùi Nguyên Minh một nhóm đã đến một công trình kiến trúc tương tự như đấu trường La Mã. Nơi này rộng ít nhất hơn 1.000 mét vuông, ở giữa có một vòng trũng và xung quanh là những chiếc ghế sofa đều được làm bởi Hải Nam Hoa Cúc Lê. Phía trước ghế sofa là một bàn cà phê lớn với đủ loại thức ăn và rượu ngon. Mỗi ghế sofa đều được sắp xếp một cô gái mặc sườn xám xinh đẹp với đôi chân dài hút mắt. Hiển nhiên, những người có thể xuất hiện ở đây nhất định là người của vòng tròn thượng lưu Kim Lăng. Bộ Nguyên Minh ánh mắt quét qua một vòng trong đám người rất nhanh, liền rơi xuống trên người Tạ Mộng Giao. Tối nay, Tạ Mộng Giao mặc một chiếc váy màu trắng, đôi tất trắng ôm lấy đôi chân dài, dưới chân là đôi giày cao gót đắt tiền, khiến cô trông thanh tú, xinh đẹp và thời thượng vô cùng. Cô ấy ngồi trên ghế sofa với đôi chân dài xếp chồng lên nhau và chiếc túi nhỏ của Hermes trên chân lấp lánh nhẹ trong ánh sáng. Mà bên cạnh nàng, Hoắc Nguyên Hổ, Vương Văn Bân, La Thiên Hữu, Huỳnh Hoàng Ích, Đỗ Quang Khải, tất cả đều có mặt. Ngoại trừ người của ẩn thế Chu Gia đại diện cho chính phủ không thích hợp xuất hiện ở nơi này, còn lại tất cả những nhân vật quan trọng của năm gia tộc ẩn thế khác đều đã có mặt. Bộ Nguyên Minh cũng nhìn thấy Hình Lam đang một mặt khẩn trương trong đám đông. Rõ ràng trận chiến trên võ đài ngày hôm nay rất quan trọng. Vào lúc này, những đại nhân vật mà ngày bình thường lòng tin 10 phần
lại đang hơi nhíu mày. Mà bên cạnh bọn họ đều có bảo an súng ống đầy đủ đi theo, khiến cho không khí trên sân có chút nghiêm túc. Và trên chiếc ghế sofa hoa cúc lê cách đó không xa, có một thanh niên trông gần 21 tuổi đang bắt chéo hai chân. Hắn đang tựa vào một cô gái quyến rũ với biểu cảm cười mà không phải cười, khiến người ta chỉ nhìn thấy thôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngoài ra, phía sau hắn còn có rất nhiều người. Bên trong ánh mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, huyệt thái dương cao cao phồng lên, thoạt nhìn đều là đại cao thủ. Khoảng cách của song phương không tính là xa, nhưng nhìn lại đều dày đặc địch ý. Nếu như trường hợp lời nói không đúng, chỉ sợ liền trực tiếp lao vào đánh nhau. Vương Nguyên Kiệt trầm giọng giới thiệu, thanh niên kiêu ngạo và độc đoán này là con trai của trường sinh điện Hoàn Nhan Khuyết, tên là Hoàn Nhan Hận. Lúc này hắn cũng đại diện cho Hoàn Nhan Khuyết đến khiêu chiến lôi đài này. Ngoài hai phe này, phía sau một chút có một nhóm nam nữ ăn mặc lộng lẫy đang đứng hoặc ngồi ở đó. Những người này đều mang theo một vẻ quý tộc trời sinh, xem ra người bình thường còn không có tư cách để nhìn tới bọn hắn. Không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là đại nhân vật chân chính đỉnh cấp vòng tròn. Bất quá, trong số những người này, nổi bật nhất là một phụ nữ mặc sườn xám. Nàng vốn mặt hướng lên trời, nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh tú, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, rõ ràng chính là xem thường đồ nhà quê phía dưới của mình. Ngoài nàng ra, bên cạnh nàng còn có mấy nam nữ, mỗi người đều vẻ mặt lãnh đạm, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, khiến người ta không nhìn ra lai lịch, nhưng có thể hiểu được lai lịch của bọn hắn thực sự không nhỏ. Bùi Thiếu, tình huống ở đây chính là như vậy. Chúng ta đã liên tiếp thua 5 trận rồi, nhưng đối phương Tùng Bình Đại Tinh là người đầu tiên xuất hiện vẫn bình tĩnh thoải mái. Chúng ta bên này không biết còn có thể kiên trì được bao lâu. Bộ Nguyên Minh ánh mắt rơi xuống lôi đài, thản nhiên nói, để ta nhìn lại một lần đi. Trong lúc nói chuyện, Bộ Nguyên Minh cũng không có vội vàng chào hỏi Tạ Mộng Giao, mà là chấp hai tay sau lưng, híp mắt nhìn về phía giữa sân. Bùi Phú Phong cũng hứng thú nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế nào, muốn đi lên cùng người đảo quốc chơi đùa một chút hay không? Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Bùi Phú Phong một chút, mỉm cười mở miệng nói. Bùi Phú Phong thản nhiên nói, tôi không có hứng thú, người đảo quốc này không chịu nổi tôi một kích. Nghe được lời nói của Bùi Phú Phong, Bùi Nguyên Minh nở nụ cười nhẹ. Chỉ là Vương Nguyên Kiệt trên dưới dò xét Bùi Phú Phong, trong lòng có chút không tin cùng nghi hoặc. Chẳng qua xem ở trên mặt mũi Bùi Nguyên Minh, hắn không nói gì. Lúc này một người phụ nữ mặc trang phục thỏ cầm micro bước tới trên sân, cất giọng ngọt ngào, chư vị, trận thứ 6 bắt đầu. Kim Lăng xuất thủ, Cửu Văn Long. Khi âm thanh rơi xuống, đèn trong sân rung chuyển, cuối cùng rơi xuống phương hướng của lối vào. Ngay sau đó thấy một nam tử ở trần bước ra. Hắn cao gần 1m8 và có những hình xăm trên cơ thể. Những hình xăm này đều là rồng, tổng cộng có 9 con, nhìn dương nanh múa vuốt. Đây là biểu trưng của tên Cửu Văn Long. Ngoài ra, tay của Cửu Văn Long đeo găng tay có hình thù kỳ dị, giữa những va chạm nhẹ của hắn còn có tia lửa bắn ra. Lúc Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Cửu Văn Long xuất hiện, Tà Mộng Giao bọn người rõ ràng thở ra một hơi. Hẳn là đối với Cửu Văn Long tràn ngập lòng tin. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Vương Nguyên Kiệt một chút. Không cần Bùi Nguyên Minh nói, Vương Nguyên Kiệt đã nói nhỏ, vị này trước kia chính là một đại nhân vật trong giang hồ Kim Lăng chúng ta. Nghe nói trên tay hắn có sức mạnh của hổ báo, có thể mạnh mẽ nâng lên một con trâu. Hơn nữa, thứ hắn học được chính là quyền pháp Kim Trung Trảo Thiết Bố Sam, nói là đau thương bất nhập cũng không đủ. Vốn dĩ hắn là người cuối cùng của chúng tôi, nhưng bây giờ chúng tôi không thể còn làm được gì. Sau 5 lần bại trận liên tiếp, nếu hắn không ra tay bóp chết đối thủ, dũng khí của chúng tôi trong Kim Lăng sẽ không còn nữa. Lúc này người dẫn chương trình tiếp tục lên tiếng, tập đoàn Hoàn Nhan, Tùng Bình Đại Tình. Khi âm thanh rơi xuống, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng kiếm đạo của đảo quốc, cờ đảo đảo quốc buộc trên đầu hắn và thanh kiếm dài của quốc đảo treo quanh thắt lưng, bước lên sàn đấu một cách chậm rãi. Hắn chậm rãi ấn tay phải lên chuôi kiếm dài đảo quốc trên thắt lưng,
vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại có chút kiêu căng. Khi hai người cùng nhau đi đến giữa sân, so với Cửu Văn Long hung hãn, Tùng Bình Đại Tần có một loại đặc điểm âm nhu của người đạo quốc, để người nhịn không được nhìn hắn nhiều hơn một lần. Lúc này có rất nhiều phụ nữ có mặt đều reo hò cổ vũ. Hiển nhiên Tùng Bình Đại Tần, người đã thắng 5 trận liên tiếp, trong mắt các nàng chính là một chân nam nhân. Bùi Nguyên Minh hiếp mắt nhìn một chút, sau đó nói nhẹ: "Để Cửu Văn Long xuống đi." Vương Nguyên Kiệt sửng sốt muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Bùi Nguyên Minh thân phận đặc biệt, mà Cửu Văn Long cũng là con át chủ bài cuối cùng của Kim Lăng, hắn làm sao có thể mở miệng để cho Cửu Văn Long rút lui được chứ. Chưa kể đây không phải là một trận đấu trên võ đài, mà còn có rất nhiều nhân sĩ tứ phương đặt cược vào võ đài này thông qua rất nhiều kênh khác nhau. Cho dù là Tạ Mộng Giao, hiện tại có lẽ cũng không có cách nào ngăn cản được hai người giao thủ. Nói một cách đơn giản, đừng nhìn chỉ là đánh cược đơn giản, sự tình lại dính líu đến quá nhiều lợi ích. Bắt đầu. Không để mọi người đợi quá nhiều thời gian, người dẫn chương trình đã hét lên, vẫy tay phải và rút lui về xuống dưới lôi đài. Vù! Cửu Văn Long hiểu rõ chỗ lợi hại của Tùng Bình Đại Tình. Lúc này, giọng nói người chủ trì vừa rơi xuống, hắn liền một bước phóng ra, một quyền hướng thẳng về vị trí Tùng Bình Đại Tình quất tới. Rõ ràng hắn chuẩn bị đánh đòn phủ đầu trước, trước tiên sẽ chơi chết Tùng Bình Đại Tình rồi sẽ nói sau. Nhìn thấy một màn này, toàn trường lập tức chính là một trận hò hét. Nhìn thấy Cửu Văn Long can đảm chủ động xuất thủ, nhiều người cảm thấy trận chiến này khẳng định là long tranh hổ đấu. Vẻ mặt của Tạ Mộng Giao và những người khác cũng trở nên thả lỏng mấy phần. Rõ ràng ai cũng cho rằng Cửu Văn Long hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Tùng Bình Đại Tình. Chỉ có Tùng Bình Đại Tình vẻ mặt thờ ơ, không thèm quan tâm tới Cửu Văn Long. Cửu Văn Long trước mặt, dường như Cửu Văn Long chỉ là một tiểu nhân vật, nếu như hắn nguyện ý, vài phút là có thể đem đối phương chụp chết. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, tuy rằng đối phương là người đảo quốc, làm người ta sinh lòng chán ghét, nhưng một phần địch lực này xác thực 10 phần bất phàm. Cửu Văn Long này quả thực có chút bản lĩnh, Bùi Thiếu, ngài có thể tin tưởng hắn một chút. Nhìn thấy Cửu Văn Long giờ phút này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vẻ mặt Vương Nguyên Kiệt cũng giãn ra một chút. Có thể nói không hổ là át chủ bài sau cùng của chúng ta. Bùi Nguyên Minh cười cười không nói chuyện, thờ ơ nhìn giữa sân. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh có vẻ không có hứng thú lắm với Cửu Văn Long, Vương Nguyên Kiệt tầm mắt rơi vào trên người Hoàn Nhan Hận. Hắn nói rõ: "Bùi Thiếu, Hoàn Nhan Hận này có thể nói là một đại nhân vật. Mặc dù hắn là con trai của Hoàn Nhan Quyết, nhưng hắn giống như tuyệt thế hoàn khố. Nhưng là hắn thật ra là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn. Ngoài võ đạo siêu phàm, mấu chốt nhất hắn chính là người xưa nay ra tay không chút lưu tình. Nghe nói hắn mỗi lần động thủ, đi tới chỗ nào đều có chó gà không tha, không còn một cọng cỏ. Mà lần này Hoàn Nhan Quyết để hắn đến chính là muốn đem Kim Lăng chúng ta biến thành máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi." Bộ Nguyên Minh nhẹ nói: "Ta cảm nhận được. Đơn giản mà nói, một trận chiến này liên quan đến bố cục cùng mưu đồ tương lai của Hoàn Nhan Quyết của và Trường Sinh Điện. Nếu không có thực lực nhất định, ai có thể để cho Hoàng Nhan Huật dẫn đội đến đây? Đây không phải là tìm cái chết hay sao?" Nhân tiện, ngoài chuyện này, bên trong trận chiến trên lôi đài, biến cố lớn nhất chính là Kim Tuấn Anh. Ngài đã nhìn thấy người trong bóng tối đó chưa? Hắn là Kim Lăng Kim Gia Đại Thiếu Kim Tuấn Anh, cũng là thế tử đại thiếu gia tộc cao cấp, là một trong những đại biểu ưu tú nhất của thế hệ Kim Lăng. Những người xung quanh hắn, không ít người đến từ Yến Kinh, đều là người tâm phúc của hắn. Nghe nói hắn cùng Ninh Gia Đại Thiếu Ninh Tiêu Giao Yến Kinh cùng nhau tiến thối. Năng lực của những người này là vô cùng lớn, và các nhà chức trách đã phải cử người đến bảo vệ bọn hắn. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối gây ra sóng gió, sẽ khiến cho toàn bộ thế cục Kim Lăng rung chuyển. Vương Nguyên Kiệt vừa nhìn biểu cảm của Bùi Nguyên Minh, vừa phân tích tình hình hiện trường. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc rơi xuống người Kim Tuấn Anh, nhưng cũng không nhìn rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối có một gương mặt biểu lộ mờ nhạt như nước, không có một chút gợn sóng,
chỉ có thể nói Kim gia đại thiếu, chính là Kim gia đại thiếu. Ngay khi Bùi Nguyên Minh quét đi ánh mắt phía đối diện, cũng có một người phụ nữ quét ánh mắt tới. Ánh mắt cô ta tràn đầy lạnh lùng. Ánh mắt hai bên đối chọi nhau, không hề nhượng bộ lẫn nhau chút nào.